tối ngày 10 tháng 4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho bánh kẹo ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều động hơn 200 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 18 giờ 30 phút hôm qua, nhận tin báo vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty bánh kẹo Á Châu trên đường Lâm Hoành, phường An Lạc, quận Bình Tân. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều 28 xe chữa cháy các loại cùng 205 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến 21 giờ đám cháy cơ bản được dập tắt. Đám cháy thì do cái bơ rồi một số cái sản phẩm để làm cái nguyên liệu bánh kẹo gồm như bao bì và một số cái sản phẩm để bảo vệ cái môi trường vệ sinh an toàn. Thế cho nên là cái nhiệt lượng khói nó tỏa ra rất là nhiều. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, cháy tại kho lạnh dưới tầng trệt. Tổng diện tích cháy và các tầng ảnh hưởng khoảng 2.000 m2. Theo đại diện cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, một chiến sĩ cứu hỏa đã bị thương khi làm nhiệm vụ. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.